Xin chào hết toàn thể anh em nha. Hôm nay Tuấn Moto giới thiệu với anh em chiếc xe tay ga nha, Grande gì đây, Nuya Grande gì đây. Đây hiệu này nè anh em. Xe này là của Yamaha nha. Xe này là function FE điện tử luôn. Xe này là người ta chính chủ mua mới luôn, hồi đó tới giờ luôn anh em. Máy móc là chưa sửa chữa bất kỳ một cái gì trong xe luôn nha. Ốc vít là không có sờ tới nha. Nó tóm lại là xe này là ring 100% này, chưa có mở, chưa có làm một cái gì trong xe hết trơn á. Giá xe của bà chỉ có mua về đi chợ thôi, xe của bà chị luôn á, chỉ có đi chợ thôi, chưa có sửa chữa, chưa làm một cái gì hết. Xe này là còn ring, nguyên ring 100% này. Xe này đi chỉ có đi chợ thôi, chở con đi học thôi, chứ không có đi đâu xa hết. Vì xe này là nữ sử dụng nha. Xe này kiểu dáng rất là đẹp nha anh em, nó là của dòng Yamaha đó. Cái này là phun xăng điện tử FE luôn. Em cũng không có rành gì về bên xe tay ga hết, nhưng mà xe này là xe của bà chị gửi bán giùm, xe chính chủ luôn á. Anh em mua được thì bà ra phần công chứng và ký giấy của cho anh em luôn. Xe này là xe chính chủ nha. Xe này còn rất là đẹp anh em, hầu như là máy móc, ốc vít rồi là chưa có mở, chưa có làm bất kỳ cái gì hết trơn á. Xe này bà chỉ có đi chợ thôi, đi chợ với đưa con đi học thôi. Nên anh em nào mua lại mấy dòng xe như vậy, những người như vậy rất là ok, rất là bền. Vì xe tay ga mà, xe ring chừng nào thì tốt chừng đó. Xe này là nguyên ring luôn, hầu như là máy móc chạy rất là nhẹ, rất là êm luôn. Chạy hầu như là không có nghe một cái tiếng gì luôn. Vô ga hoặc là nó rọt nó chạy thôi, chứ không có cần cái gì chứ. Đó, giá của nó là cực kỳ dễ thương luôn. Giá chỉ có 20.500.000 thôi nghe anh em. Giá chỉ có là 20.500.000 thôi. Xe Yamaha Nuya Grande gì đây đó, xe giống như cái hiệu này nè đó, nó hiệu đó. Hiệu này khó đọc quá, em cũng không có rành mấy dòng xe tay ga nên thông cảm đó. Ai mua được mà những chiếc xe mà những người đi chợ như vậy là rất là bền, rất là ok, mua về chỉ có biết sử dụng thôi, chứ ngoài ra không cần sửa một cái gì chăng. Xe này là đời 2014 nha, mới chạy có 10.000 cây nè, 2014 mới chạy có 10.000 cây. Bà chị mới thay cái vỏ sau luôn, mới thay cái vỏ sau mới vừa chưa chạy luôn á. Vì bà kêu bà bán cái vỏ nó hơi ấy ấy, bà kêu bà bán nên bà thay cái vỏ mới luôn cho về cho khách đi á, cho nó ok á. Vì những người sử dụng người ta bán mà, người ta muốn bán, người ta muốn làm cho nó ok để cho bán người ta về người ta đi á. Nên bà mới vừa thay cái vỏ luôn, vỏ rất là ok, rất vỏ chân xinh luôn anh em. Em thấy cái ga rất là đẹp luôn anh em. Nắng chói quá mà gặp cái điện thoại em cùi bắp nữa nên thành ra nó không có được bỏ. Đó, anh bỏ thay mới thay vỏ luôn. Xe còn rất là đẹp, em thấy rất là ok. Đồng hồ nè, đó, đồng hồ điện tử luôn. Xăng là đầy bình nha. Hiện tại xăng là đầy bình luôn, vì xe bà đang đi á nên bà đổ đầy bình luôn. Đó, anh em nhìn nè, xăng này, xăng là đầy bình luôn. Đó, đó xăng là đầy bình luôn. Đó, nguyên ring rất là đẹp luôn. Em mở cốp anh em xem luôn. Nè. Mở xe em cũng nhiều lúc không đặt. À đây đó, anh em nhìn này, rất là sạch sẽ, có cái đèn này, đèn luôn đó, nguyên ring nha, rất là đẹp. Thùng cốp là nguyên ring rất là mới này, rất là sạch sẽ, hầu như là chưa có sửa chữa, chưa mở luôn. Ốc này, ốc còn dính bụi luôn, hầu như hồi đó tới giờ luôn đó. Rất là này, cái đèn, có cái đèn luôn ba, đèn sáng rất là đẹp đó. Cái da yên này hồi đó đến giờ cũng chưa có bọc lại luôn á, da yên này còn nguyên ring luôn. Da yên này còn nguyên ring, chưa có bọc yên lại luôn. Này, có cái khóa, ổ khóa chống đĩa luôn nè, ổ khóa đĩa luôn nè, rất là còn ok, còn chìa luôn. Còn chìa luôn anh em. Chìa nè. Đó, còn chìa luôn, anh em về mua dựng đi đâu khóa lại. Rất là chắc chắn này nè. Vỏ trước nè, vỏ này còn gai luôn, rất là đẹp. Xe này anh em mua gì chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm cái gì hết. Chỉ dáng rất là đẹp. Sơn si rồi là nguyên ring nha, chưa có động chạm, chưa mở ốc, chưa làm một cái gì hết trơn. Anh thấy rất là đẹp anh em. Anh em nào mua xe tay ga cho bà xã đi chợ hoặc đi làm đồ, cho con gái đi học đồ, đi làm rồi rất cái này rất là ok. Đó, anh em nhìn nè. Nước sơn si rất là đẹp luôn, hầu như ốc này chưa có mở luôn, còn bảy màu luôn nè. Nhìn nè. Hầu như em thấy là không có mở một cái gì luôn đó thôi. Nguyên ring luôn. Vì xe này em biết mà, bà chạy em ở gần nhà, bà đi cứ đi chở con đi học thôi, đi ấy rồi, tem này là còn nguyên ring luôn nè. Nè. Đó,
rồi 2014 nè, nguyên lên luôn, ốc vít hầu như là chưa có mở luôn nè, ốc vít còn sáng rưng nè, chưa có làm một cái gì chân, rất là đẹp. Anh thấy size này quá là ok luôn, anh em nào mua thì đi làm rất là ok, rất là ấy này. Lốc nồi hồi đó như chưa có dấu mở luôn nè, hầu như là dây cua rua, dây cua đồ là chắc còn nguyên ring luôn á, không có động chạm gì trong này luôn á. Vỏ sau là vỏ chân sinh mới vừa thay luôn nè, kêu đập luôn nè. Xe này rất là đẹp, kiểu dáng này rất là đẹp nha đó. Điện thoại em nó mờ quá nên thành ra quay nó không có được sát nét nha anh em xem, vì xe này là nữ đi mà, rất là kỹ nên anh em mua động chiếc xe này cho bà xã đi làm mà cho con gái đi học đồ rất là ok. Nhìn nè, đèn rất là sáng, vỏ xe rồi chi là còn rất là ring, hầu như là ring 100%, không động chạm gì hết, không có té ngã, không có gì luôn nè. Nhìn nè, không có bây giờ té bây giờ trầy đổi này luôn nè, rất là ok hai bên luôn đó, đó. Rất là ok. Xe nước sơn này là nguyên ring luôn nha, bô bọc em thấy rất là ok, rất là chắc chắn nè, máy móc này, ốc vít này, bảy màu á, sáng rưng đó, anh em nhìn đi, em thấy rất là ok, rất là chắc chắn. Hiệu của nó này, hiệu này em không có chuyên mấy cái dòng này, em chỉ chuyên mô tô thôi, nhưng mà xe bà gửi bán giùm thì mình bán giùm cho bà thôi, còn xe chính chủ luôn. Xe này chạy rất là nhẹ, rất là êm. Rồi anh em nào mua thì điện thoại cho em nha, giá của nó là 20.500.000 nha, giá của bà bán á. Còn anh em nào thích trả giá bao nhiêu thì cứ liên lạc cho em đi, được giá thì em nói bà bán cho, vì xe này bà đi mà, bà đang đi bà bán mà, chứ không phải cò lái gì đâu mà lời với lỗ nha, chỉ có anh thấy được giá là bán thôi. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369669659, hoặc tới cửa hàng mô tô của em, Tuấn mô tô của em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe luôn. Rồi được lái xe ra phòng công chứng ký giấy luôn cho anh em luôn. Rồi. Xe này về sử dụng là rất là ok, anh thấy xe này hầu như là riêng 100%, chưa có sửa chữa bất kỳ một cái gì luôn, vì xe này em biết đó. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc liền, giá của nó anh thấy là cực kỳ hợp lý luôn. Chứ còn giá giờ ra người cửa hàng giá bán là 24-25 triệu không á, mà xe không có được ring như vậy, hầu như là xe dọn lại. Còn xe này là xe ring luôn, xe chính chủ hồi đó, hồi mua mới tới giờ luôn. Bà chị chỉ có chưa đi đâu xa hết trơn, chỉ có đưa con đi học với đi chợ thôi. Còn giờ ra cửa hàng, giờ anh em ra cửa hàng thì giá của nó là tầm 24-25-26 tùy theo xe, nhưng mà không có được xe ring nguồn gốc chính ấy như vậy. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em nha, giá của nó là 20.500.000 nha. Rồi em xin chào hết, tạm biệt hết cho anh em nha. Mấy dòng xe này chạy rất là nhẹ và cực kỳ lợi xăng nữa, vì nó phun xăng FI điện tử đó, nên rất là lợi xăng nha. Rồi ok, chào tạm biệt hết anh em.